Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, Ủy ban Nhân dân TP HCM vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị, chủ đầu tư các dự án của thành phố phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm. Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp của thành phố được giao chủ đầu tư các dự án phải rà soát tình hình thực hiện từng dự án. Từ đó, phần nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác đấu thầu, bảo đảm tiến độ thi công công trình, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt từ 90% trở lên.